Hồng Y Parolin sẽ thăm Cameroon để bày tỏ sự quan tâm của Đức Thánh Cha đối với châu Phi. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, sẽ thăm Cameroon từ ngày 28 tháng 1 đến 3 tháng 2. Cùng đi với Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh, có Đức ông Ivan Santos, quan chức của phân bộ các quan hệ với các quốc gia của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y muốn một lần nữa và trong bối cảnh tình trạng khẩn cấp nhân đạo hiện nay do virus corona, cho thấy sự quan tâm của giáo hội và của Đức Thánh Cha dành cho lục địa châu Phi, một vùng đất giàu tình người nhưng bị ghi dấu bởi quá nhiều đau khổ. Hơn nữa, chuyến viếng thăm cũng muốn trở thành một dấu hiệu cụ thể của sự dấn thân chung, liên đới và tham gia để bảo vệ và thăng tiến phẩm giá và thiện ích của tất cả mọi người và quan tâm đến sự cảm thông, hòa giải và chữa lành, tôn trọng và chấp nhận mà Đức Thánh Cha đã kêu gọi trong sứ điệp nhân ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 54 ngày 1 tháng 1 năm 2021 với tựa đề Văn hóa chăm sóc, quan tâm như con đường dẫn đến hòa bình. Chương trình. Trong chương trình, Đức Hồng Y sẽ gặp các cấp chính quyền và cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Bamenda và trao dây pallium cho Đức Tổng Giám mục Andrew Enka Fuanya, từ năm 2019 là Tổng Giám mục Giáo tỉnh Bamenda. Đức Hồng Y cũng sẽ viếng thăm Trung tâm Hy vọng ở Yaoundé, một trung tâm được cha Yves Le Cane dòng tên thành lập cách đây 40 năm để chăm sóc các thiếu niên đường phố và những tù nhân trẻ. Cuộc khủng hoảng của nhóm nói tiếng Anh tại Cameroon đang bị lung lay bởi cuộc khủng hoảng nhóm nói tiếng Anh, trong đó khoảng 20% dân số nói tiếng Anh nổi dậy chống lại sự phân biệt đối xử mà họ phải chịu. Sự việc bắt đầu vào năm 2017 với sự đình công do các giáo viên và luật sư nói tiếng Anh tổ chức, sau đó trở thành một cuộc nổi dậy chống lại việc các vùng nói tiếng Anh bị đối xử phân biệt, với một cuộc tranh luận diễn ra rất gay gắt và những xung đột ly khai thực sự và đề xuất hiến pháp của một quốc gia độc lập gọi là Ambazonia. Giáo hội Công giáo đã hoạt động như một lực lượng trung gian, một nguồn hòa giải. Theo báo địa phương, Đức Hồng Y Parolin sẽ có một số cuộc gặp gỡ hòa giải với các đảng phái chính trị khác nhau liên quan đến cuộc khủng hoảng nói tiếng Anh đã gây ảnh hưởng đến các tín hữu của giáo phận trong 4 năm.